hôm nay cô sẽ thông báo danh sách 16 bạn được có được vị trí của bài Coi Xưa Fortune Cookie. Những ai không có trong dàn số tư này thì không phải là bạn không tốt, mà là các bạn không phù hợp với bài này. Cho nên là các bạn cũng đừng buồn và phải tiếp tục cố gắng. Và những ai đã có được vị trí thì mình phải cố gắng để xứng đáng với vị trí của mình đang có. Vị trí số 16 là Tiên Linh, Xuân Ca, Mon, Sunny, Trúc Phạm, Linh Mai, Thu Nga, Cari, Lệ Trang, Jenny, Casey, Sachi, Trùng Dương, Mochi. Anna, center của chúng ta. Cho cô hỏi cảm xúc của Xuân Ca. Em là một gương mặt mới trong MV, em cảm thấy thế nào? Này, em tính là cái ngày này mình khóc rất là nhiều rồi. Kỳ lạ. Bởi vì là nhìn đi nhìn lại thì chỉ có mình em là từ anh đỡ lên. Không có đâu mẹ. Trong những ngày được là mất danh là anh được thì em thấy thực sự là các bạn được làm rất là tốt. Đúng. Nhưng mà chỉ có mình em từ anh được lên thì xem hết rồi thì em rất là thổ thiện với các bạn rất là nhiều. Không phải đâu, cô thấy cô cảm thấy Xuân Ca rất là xứng đáng. Những cái cố gắng, những cái nỗ lực của em và những cái tài năng của em thì tất cả mọi người đều ghi nhận. Và hôm nay nó đã trở thành sự thật. Những cố gắng của em đã được đền đáp của ngày hôm nay. Chúc mừng Xuân Ca có lên. Tay nó giống như vậy nè, giống như bộ xương. Em đang cảm thấy rất là hồi hộp, nhưng mà em sẽ cố gắng thật là nhiều để hoàn thành tốt vị trí của mình đã được giao cho. Cố gắng lên, chúc mừng các bạn. Và best friend em. Thôi bố đây là nên là 2, 3, hit the light, come alive, chạm đến sáng, chạy chạy sức sống, ánh sáng. Yeah. 2, 3, chúc mừng. HBO, hurry up, cause it's a new world. Nhạc Nhật và nhạc của AKB rất là khó hát. Đối với nhạc Nhật nói chung và nhạc AKB 48 nói riêng thì gần như là không có bài nào dễ hết. Ví dụ như là có bài thì phát âm khó nhất, có bài thì là quản giọng khó nhất, có bài thì là cao độ khó nhất. Đối với bài gần đây, cái giữ được cái cao độ ở, ví dụ như ở cái câu là em cầm dắt xem, ơi chết rồi mấy đứa ơi, mấy đứa cô bị nhớ bè trong cái câu đó thì chỉ có hai nốt thôi. Ta 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 ta. Mọi người, nhiều người nghe thì cảm thấy là dễ, nhưng mà thật sự để giữ cái hai cái nốt đó nó đúng cao độ và nó chắc chắn thì thật sự rất là khó, và không phô một chút nào thì thật sự rất là khó. Trong cái quá trình đó thì là mấy bạn mình đánh giá ở cái sự tiến bộ là càng ngày càng tiến bộ nhiều hơn. Thì mình cảm thấy là giống như là Trùng Dương thì rất nghe kỹ, và Trùng Dương hay thắc mắc lắm, có nghĩa là Trùng Dương có một sự nghiên cứu rất là tốt. Anna thì hồi xưa Anna với lại Ánh Sáng cũng hay bị sai chính tả, hát hay bị sai chính tả. Nhưng mà dạo này mấy bạn cũng đã cải thiện được rất là nhiều. Jenny cũng sai chính tả nhưng mà cũng cải thiện được rất là nhiều và rất là chăm chỉ đi học. Mochi cũng là một người rất là siêng năng, chăm chỉ, biết lắng nghe cô. Xuân Ca thì có chất giọng tốt rồi.
ý là mấy bạn đã có cái bước khởi điểm tốt đó, rồi Mon cũng có sự tiến bộ. Thật sự thì phải nói là mình khá là nể phục mấy bạn. Thứ nhất là mình không có nhiều thời gian. Thật sự là thời gian rất là hạn hẹp. Vì mọi người cũng biết là lịch trình của nhóm liên tục. Một cái bài mới như vậy, mình thời gian mình không có tập nhiều, nhưng mà thật sự là cái thành quả mà mấy bạn mang đến cho cô và mang đến cho mọi người thì cô cảm thấy rất là hài lòng. Mình đánh giá cao đây là đánh giá cao về sự sáng tạo. Đối với mình thì mình cảm thấy là nó có sự đặc biệt và nó có sự khác biệt rất là nhiều. Cũng hy vọng là với sự khác biệt này thì mọi người sẽ chú ý đến SGO48 nhiều hơn. Cũng như là giống như là mấy bạn sẽ là một làn gió mới vậy đó, để giúp nền âm nhạc cũng như là cái thị trường của Việt Nam của mình đó nó vui tươi hơn, nó có nhiều cái sự sáng tạo về nghệ thuật hơn. Khoảng 2 tháng rưỡi về đây thì mình mới tập trung vào để chút kỹ các động tác từ chi tiết nhỏ nhất để chuẩn bị quay MV. Thực ra vũ đạo bài này không khó, nhưng mà để đều nhau từng góc độ, rồi mỗi có những cái đoạn á là làm không giống nhau, làm theo kiểu là làm theo tính cách, làm theo cái từng cái tính cách và sở thích của từng bạn. Nhưng mà có những bạn thì tại các bạn vô tư quá, thành ra các bạn làm động tác nó không phù hợp với cái lời của bài hát, rồi nó không phù hợp với cái ngữ cảnh đó, mình cũng phải tập cho các bạn. Rồi ví dụ như có những đoạn vô dáng, dừng dáng thì các bạn tạo ra những cái dáng nó kỳ cục vô cùng luôn. Trong lớp mình có một bạn mà hôm trước cô, khi mà cô tạo hình cho các bạn thì là cô không biết phải làm dáng nào cho nó hợp với bạn. Jenny đứng một hàng ngang này, thì là sẽ cho mỗi bạn đứng một dáng, mỗi bạn sẽ phải chọn một cái tạo hình khác nhau. Thì khi các bạn suy nghĩ, cho bạn 5 phút suy nghĩ xong, các bạn chọn dáng xong bạn đứng hết rồi. Jenny đứng dáng này thấy nó cũng không được, một cái dáng rất là truyền thống mà rất là dễ dàng, mà nó cũng tác ra được là cái phong cách của Jenny. Xong rồi cái tâm thấy nó không có được thì mới nói là thôi Jenny đổi dáng khác đi, cái Jenny đổi dáng gì suy à đây đây thì Hikari đứng dáng này rất dễ thương. Xong rồi tới lượt Jenny đứng lên thì à là vẫn dáng khác. Mochi với lại Thu Nga đứng dáng không hiểu đây là gì. Các bạn khi các bạn nhìn thấy tạo hình gì các bạn hiểu là gì. Để chuẩn bị cho buổi thu âm sắp tới. Ok thì luật chơi sẽ là mình sẽ chia ra 2 nhóm, rồi sau đó mình sẽ lần lượt chọn từng bạn ra để thi đấu với nhau ha. Thi đấu với nhóm còn lại đó thì tới phần nào của nhạc thì người đó phải hát. Ví dụ như cô chỉ định tới phần nào của nhạc thì bạn đó phải hát. Khi nào mà hát sai lời hoặc là sai giai điệu hoặc là bất cứ một cái lỗi sai nào trong đó thì đội nó coi như thua phần đó. Hôm nay cuộc chơi xin được phép